Samanta Chakravali Swata Gachantu Devata Sathamang Bunirajasa Sunantu Sakhamukhadang Thamma Savanakalo Vayam Padanta Thamma Savanakalo Vayam Padanta Thamma Savanakalo Vayam Padanta Arahang Sama Samputho Phakwa Puthang Phakwantang Vivademi Svakhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Subhatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Đệ tử xin thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đệ tử xin thành kính lễ lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính lễ lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn Bậc Thiện Hạnh. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt sáng hôm nay, mong cho tất cả được sở vui tiến hóa và một năm mới an khang thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, các cư sĩ chúng ta nô nức đi đến chùa lễ Phật đầu năm, và một số thì chúng ta cúng dường làm phước đến chư tăng tu nữ, còn một số thì chúng ta ngồi lại để nghe pháp. Trong dịp đầu năm này, sư gửi đến quý vị một bài pháp gọi là món quà pháp bảo trong dịp đầu năm, để chúng ta nương theo đó mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, đưa đến cái sự an lạc cát tường. Hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe bài kệ pháp cú mà Đức Phật Ngài đã dạy ở trong phẩm Citta Quát Cá, phẩm Tâm. Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng Anavathita Chittasa Sattamang Avicca Natang Pari Palawa Pasadasa Panya Na Paripurati. Người tâm không an trú, không hiểu chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Bài kệ này Đức Thế Tôn Ngài nhấn mạnh ở chỗ cái trí tuệ của con người. Vì cuộc sống của chúng ta mà không có trí tuệ đó thì chúng ta sống cũng giống như là chúng ta không sống vậy, hoặc là chúng ta sống như một người thực vật. Vì loài người của chúng ta nhờ có trí tuệ chúng ta mới được tiến hóa, và chúng ta làm nhiều cái lợi ích. Cái trí tuệ ở đây nó có ba điều. Một là trí tuệ để hiểu biết cái điều lợi ích và cái điều không lợi ích. Thứ hai là cái trí tuệ chúng ta biết rõ cái gì, cái pháp nào thực hành đưa đến cái sự an lạc, sự hạnh phúc, và cái pháp nào mà chúng sanh
thực hành sẽ dẫn đến cái quả khổ đau. Cái trí tuệ thứ ba là cái trí tuệ hiểu biết về chân lý, để chúng ta phá tan được, cắt đứt được phiền não, phá tan được vô minh bóng tối, để đem đến cái sự hạnh phúc an lạc lâu dài, nhất là cái sự an lạc giải thoát. Cho nên đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Trong cái thời Đức Phật, đa phần chúng sanh là những người hữu duyên, họ có trí tuệ căn bản, cho nên vừa khi nghe Đức Phật thuyết pháp là họ liền giác ngộ được đạo quả. Từ Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Còn trong cái thời hiện tại, chúng ta sống cách xa Đức Phật là 2567 năm rồi. Trong cái thời kỳ bây giờ, đa phần là chúng ta không có được cái trí tuệ đạo quả, nhưng còn một loại trí tuệ mà chúng ta có thể có được, tức là cái trí tuệ hiệp thế. Bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục dông rủi cái con đường sanh tử luân hồi. Chúng ta bây giờ chỉ cần vận dụng cái trí tuệ để hiểu được lời dạy của Đức Phật, chúng ta biết được cái điều nào lợi ích và cái điều nào vô ích, để chúng ta làm những cái điều có lợi ích và những cái điều vô ích chúng ta được làm. Và chúng ta phải có cái trí tuệ để chúng ta biết rõ cái pháp nào là nhân đưa đến cái sự hạnh phúc, và cái pháp nào là nhân đưa đến quả khổ đau để chúng ta tránh. Chúng ta chỉ cần biết hai điểm đó thôi, như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Thì do đó cho nên chúng ta cần phải sáng suốt, cần phải trí tuệ. Nhưng mà chúng ta muốn có cái trí tuệ được viên mãn thì chúng ta phải có ba điều. Thứ nhất là tâm chúng ta phải vững trú. Người mà tâm không vững trú, anavatthita-citta-sa, thì người đó sẽ không bao giờ có trí tuệ được. Thứ hai là chúng ta phải hiểu được chánh pháp. Còn nếu một người mà không hiểu được chánh pháp sattamang avicchana tăng, thì người đó sẽ không có trí tuệ. Và thứ ba đó, paripalawa pasadasa, người mà cái lòng tin của họ bị dao động, nó không có được vững chắc kiên cố, thì không có trí tuệ. Còn khi mà chúng ta có được cái niềm tin bất động nơi tam bảo thì chúng ta mới có trí tuệ. Ba cái điểm này rất là quan trọng. Bây giờ sư sẽ trình bày giải thích cho quý vị nghe. Trước tiên là sư giải thích về ba cái nhân mà làm cho trí tuệ không có được viên mãn
Ở đây thưa quý vị, người tâm không vững trú có nghĩa là người thiếu chánh niệm và chánh định, cứ lo suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Mặc dù trong cuộc sống chúng ta phải lo cái ăn cái mặc, cơm áo gạo tiền, tất nhiên là chúng ta phải lo. Nhưng mà là một người Phật tử thì chúng ta cần phải hiểu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta đừng quá nô lệ cho đồng tiền, đừng quá nô lệ cho vật chất. Suốt cuộc đời của chúng ta chỉ nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho vật chất, mà chúng ta cứ tâm suy nghĩ viển vông, suy nghĩ cái này cái kia thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ có trí tuệ sáng suốt được. Mỗi một ngày ít nhất là chúng ta phải có một cái thời gian để tâm lắng động, tâm được an tịnh, tâm được vững trú, thì như vậy chúng ta mới có thể phát sanh trí tuệ được. Càng lúc sư càng cảm thấy ngao ngán khi mà lễ hội đông đảo, vì lễ hội đông đảo như vậy đó, cái tâm phàm phu sư sẽ bị phóng dật, không có an trú được vững chắc. Sư sợ e rằng cái trí tuệ đến khi tuổi già đó, bây giờ đã già rồi mà càng già hơn nữa thì cái trí tuệ nó bị lụt đi. Cho nên những ai hiểu được điều này thì cố gắng sống an tịnh, sống chánh niệm và chánh định ở trong thiền, thì chúng ta mới có thể phát huy được cái trí tuệ của mình. Cái điểm thứ hai đó, cái trí tuệ không có viên mãn là do chúng ta không hiểu Phật pháp. Là một vị xuất gia như là các vị tỳ khưu, các vị sa di, các vị tu nữ, thì chúng ta cần phải học hiểu nhiều về giáo pháp. Kinh điển Tam Tạng còn để đó, nhưng mà chúng ta không thể để đóng bụi được. Bởi vì không có ôn luyện thì làm dơ bẩn kinh điển, rỉ sét kinh điển. Chúng ta cần phải ôn đi ôn lại nhiều lần những câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy và chúng ta đã được học, thì chúng ta phải ôn, phải ôn dần, văn ôn võ luyện, thì như vậy cái trí tuệ chúng ta mới sáng được. Người cư sĩ chúng ta thì không có học kinh điển như chư tăng hay tôn nữ, các vị xuất gia được. Ít ra quý vị thỉnh thoảng đi đến chùa để nghe pháp, nghe để mà chúng ta hiểu giáo pháp Đức Phật dạy cái gì, chúng ta mới phát sanh trí tuệ được. Còn nếu như mà chúng ta đi vào trong Phật pháp, chúng ta đến với chùa mà chúng ta đến chỉ để lễ lại, cầu nguyện, để vui chơi, để tham quan và không có học hiểu được giáo pháp, thì như vậy nó uổng phí cuộc đời của chúng ta. Cho nên sư thiết tha mong làm sao tất cả chúng ta đều phải hiểu được chánh pháp. Chánh pháp Đức Phật Ngài dạy rất là đơn giản. Này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và cái sự diệt khổ. Ngài chỉ dạy hai điều đó thôi.
Rồi khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp thì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gautama cũng giống như giáo pháp của chư Phật ở trong quá khứ. Ngài đều dạy ba điều là không làm điều ác, sappapapassa karanam, quân tu việc lành, kusalasa upasampada, và giữ tâm trong sạch, hay là thanh tịnh hóa nội tâm, sacchitta priyodapanna. Chúng ta nhớ vậy được. Nội, xin nhắc lại nội dung của giáo pháp là Đức Phật này trình bày về sự khổ và sự diệt khổ. Cách tu tập là Đức Phật này dễ dạy ba điều là không làm điều ác, thực hiện việc lành và thanh tịnh hóa nội tâm. Chỉ vậy thôi. Chúng ta hiểu như thế đó đó là hiểu được chánh pháp. Còn đối với bậc xuất gia thì chúng ta phải hiểu nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ cái câu thứ ba mà Đức Phật dạy rằng Paripalawa Pasadasa, đối với người tịnh tính bị rúng động thì trí tuệ không có viên thành, là như thế nào? Chúng ta phải dứt hướng, tin Phật là chỉ tin Phật thôi, không có tin cái gì khác. Cái niềm tin của chúng ta phải kiên cố. Bữa nay tin ông này, mai tin bà kia, quanh năm suốt tháng chúng ta đi hết cái chỗ này đến chỗ khác. Chúng ta không cần biết, hễ mà nghe nói đến cái chỗ đó linh thiêng, cầu gì được đấy, rồi chúng ta cứ đi. Cái đó gọi là cái niềm tin bị dao động. Nó cũng giống như là cái bề rau mát mà nó bấp bênh, nó trôi nổi ở trên mặt sông vậy đó. Bữa nay tấp bên đây, mai tấp bên kia, thì không bao giờ mà trí tuệ được viên thành. Và xin nói cái điều này đó, cũng nhắc cho các vị tu nữ, những vị xuất gia đó, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn hiểu, muốn có được cái trí tuệ trong Phật pháp đó, là chúng ta phải kiên quyết, chúng ta nghe và chúng ta học kinh điển thôi. Bữa nay nghe vị pháp sư này thuyết, pháp sư kia thuyết, giảng sư nọ thuyết, nhiều khi họ không có hiểu được tâm tạng kinh điển, không hiểu được chú giải, mà họ thuyết tầm bậy tầm bạ, mình cứ nghe, nghe họ lý luận hay quá, vui quá, cái chúng ta cứ khen lấy khen để, hay quá vị đó thuyết giỏi quá. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không có chịu đối chiếu với kinh và luật để xem coi cái lời nói của vị đó có đúng với kinh luật hay không, có đúng lời dạy của Đức Phật hay không. Nếu mà chúng ta cứ bị cái niềm tin chúng ta nó bị dao động, tấp bên đây tấp bên kia như cái gì rau mát, là không bao giờ chúng ta hiểu được, không bao giờ chúng ta có trí tuệ viên mãn được. Có những người họ chê, họ nói rằng cứ dựa theo trong kinh điển mà thuyết thì có cái gì đâu để mà nói, có cái gì đâu để học, nói như vậy là quá dốt. Chúng ta là ai mà chúng ta coi thường kinh điển tâm tạng, trong khi đó lời dạy của Đức Phật được ghi chép bằng tiếng Pali, cứ dựa theo đó mà dịch ra đó, chư tăng các vị trưởng lão đã dịch ra, thì chúng ta cứ nương theo đó chúng ta tu tập. Còn những cái
chuyện cổ tích, cái chuyện khôi hài, những cái lời văn chương thơ phú, thơ ca đó, chúng ta đừng nghe làm cái gì nó làm cho cái đầu của chúng ta bị nhũng não, chứ không có lợi ích gì hết. Cho nên cái đức tin của quý vị phải nhất hướng. Khi nói đức tin nhất hướng ở đây có nghĩa là sáng thức dậy chúng ta chỉ có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp là Tam Tạng Kinh Điển và nơi chư thánh tăng Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và chúng ta chỉ tin lý nhân quả nghiệp báo thôi, đủ rồi, chứ chúng ta khỏi cần phải tin cục đá này, cội cây kia, đền tháp nọ, tin ở núi ở non, ông lên bà xuống, tin cái đó nó không có lợi ích gì cho chúng ta, nó làm cho trí tuệ của chúng ta càng lúc nó càng bị lu mờ. Khi mà chúng ta đã có được cái tâm trú vững chắc, tức là không có để bị phóng dật, thứ hai là chúng ta hiểu được chánh pháp, và thứ ba nữa cái niềm tin của chúng ta bất động, thành tựu ba điều này có nghĩa là chúng ta có được cái trí tuệ viên mãn. Mà bây giờ cái trí tuệ viên mãn đó, trước tiên là chúng ta phải hiểu được cái điều lợi ích. Ở đây thưa quý vị, có một lần nọ thanh niên đi khách cha núng đến đảnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết cho con nghe, cho người cư sĩ chúng con nghe cái điều nào lợi ích trong hiện tại và trong tương lai. Thì Đức Phật Ngài đã dạy: này Đi Khách Chanh Úng, muốn có lợi ích trong hiện tại đó, thì người cư sĩ phải thực hành bốn điều. Thứ nhất là Uttanasamada, tức là phải có cái sự siêng năng, chăm chỉ ở trong cái nghề nghiệp, chứ đừng có lười biếng. Bởi vì nếu mà chúng ta sống mà chúng ta có tâm biếng nhác, lánh nặng tìm nhẹ, không làm mà muốn có ăn đó, thì không bao giờ chúng ta có được cái lợi ích trong hiện tại. Thứ hai đó gọi là Anuraka Sampada, tức là chúng ta phải biết gìn giữ tài sản nào đã có. Tài sản nào chúng ta đã có, tiền bạc chúng ta có rồi đó, thì chúng ta phải biết cách để gìn giữ cho nó còn, bảo vệ cho nó còn. Chứ không phải là chúng ta có tiền rồi chúng ta cứ ăn chơi phè phỡn, phung phí, hoang phí vô độ, thì như vậy sớm muộn gì nó cũng tiêu tan thôi. Chẳng thà cái tiền bạc mà chúng ta có đó, chúng ta có chi phí để chúng ta xài đó, là chúng ta xài trong cái việc như là nuôi dưỡng cha mẹ. Bởi cha mẹ đã nuôi mình thì bây giờ mình phải nuôi lại cha mẹ, chứ chúng ta đừng có hà tiện, đừng có tiếc. Chúng ta hà tiện đối với cha mẹ, hà tiện đối với bản thân mình, hà tiện đối với bạn, đối với vợ con, đối với chồng con, mà lại đem tiền đó phung phí vào những cái quán rượu, vào sòng cờ bạc, thì cái đó là chết rồi. Cái đó là chúng ta chết. Cho nên phải biết giữ tài sản. Nếu chúng ta xài đó thì chúng ta phải xài một cách vừa chừng, gọi là sống một đời sống thăng bằng, sama achiwa, tức là chúng ta không có hoang phí vô độ, nhưng mà chúng ta cũng không có keo kiết bủng xỉn, không có hà tiện quá đáng. Thì như vậy là chúng ta mới có thể được an vui trong hiện tại. Thu nhập cỡ chừng ấy mà chúng ta cứ tiêu xài hơn
cái số ấy thì thế là chúng ta phải bị vỡ nợ. Còn nếu mà chúng ta thu thập nhiều, giàu có nước đố đổ vách, nhưng mà chúng ta keo kiết bủn xỉn, chúng ta chỉ cất để dành đó, thì như vậy chúng ta sẽ chết đói trên cái đống vàng. Đức Phật cái giải sẽ chết đói trên đống vàng. Còn người phung phí quá đó thì cũng giống như là một cái bờ sông mà nước nó chảy, nó cứ chảy nó ăn mòn riết rồi nó sập xuống đi. Hoặc là như cái núi người ta nói là tọa thực sơn băng, chúng ta chỉ ngồi ăn không thì đến núi cũng phải lỡ. Cho nên chúng ta sống đời sống thân mạng. Và cái điều thứ tư lỡ trong hiện tại cho người cư sĩ đó gọi là Kalayana Mittata, tức là chúng ta phải thân cận với bạn lành. Chúng ta có bạn lành ở trong đời sống của chúng ta. Một điều mà khiến cho chúng ta có nhiều cái lợi ích đó là chúng ta chỉ giao du với các bậc thiện trí thức mà thôi. Không phải là chúng ta lựa nhà giàu chúng ta chơi, dầu người đó như thế nào đi nữa, nhưng mà hễ người đó là người có đạo đức, có thiện pháp thì chúng ta chơi với người đó được. Còn dầu cho giàu nhưng mà họ là kẻ tiểu nhân, chúng ta chơi với họ là chúng ta sẽ chết sớm. Họ sẽ, cái người tiểu nhân gọi là Purisa Thame. Purisa Thame là những người mà có cái tâm nhỏ nhặt, tiểu tiết, tiểu nhân. Họ có thể bán đứng bạn bè, họ có thể làm cho mình thân bại danh liệt. Cho nên chúng ta phải tránh xa họ, đừng có ở gần họ. Khi mà người Phật tử chúng ta biết được rằng đời sống là phải có sự siêng năng cần cù, phải biết cách bảo vệ tài sản, phải biết cái đời sống quân bình, thăng bằng, và chúng ta phải biết giao du với bạn bè, quân tử, thì như vậy là chúng ta biết được cái lợi ích hiện tại. Cái trí tuệ mà biết lợi ích tương lai đó là Đức Phật đã giải rằng có bốn điều lợi ích tương lai. Sila Sampada tức là có đức tin, Sattha Sampada có đức tin, Sila Sampada là có giới, Chaga Sampada là có cái tâm xả thí, và thứ tư là Panya Sampada là có trí tuệ. Cho nên người Phật tử chúng ta có trí tuệ là chúng ta hiểu rằng muốn ở trong tương lai kiếp sau mà được hạnh phúc, được an lạc đó, là mình có lợi ích trong đời sau đó, là mình phải có đức tin, có giới hạnh, có cái sự xả tài bố thí, và chúng ta phải có trí tuệ. Người nào, người cư sĩ nào mà có đầy đủ tám pháp đó thì Đức Phật ngài gọi là người đó biết được cái điều lợi ích. Còn nếu không thì chúng ta nói tóm lại là người cư sĩ chúng ta chỉ biết ba điều lợi ích thôi. Nhưng mà trong ba điều lợi ích đó thì quý vị đã biết là đi thật thâm bi cách thác, tức là lợi ích trong hiện tại. Lợi ích trong hiện tại. Thứ hai gọi là Samparaji Katha, tức là biết lợi tương lai. Và Paramattha, tức là biết lợi tối thượng. Cái lợi tối thượng đây mới là quan trọng. Tức là chúng ta biết khi nào mà chưa chấm dứt được phiền não tham sân si,
thì chúng ta vẫn phải chịu nhiều cái sự khổ đau. Bởi vì ác pháp nó là có quế đời này và đời sau, nó là rỉ sét cho đời này đời sau. Chính cái cấu quế đó nó sẽ khiến cho chúng sanh tạo nên những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Và khi có ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý thì sau khi mệnh chung sẽ sanh về cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho nên cái đó gọi là có trí tuệ. Bây giờ người Phật tử chúng ta có cái loại trí tuệ thứ hai đó, là chúng ta biết được, chúng ta cần phải hiểu được cái điều nào là nhân đưa đến đau khổ và cái điều nào là nguyên nhân đưa đến sự hạnh phúc. Đơn giản như thế này, khi mà mình khởi lên tâm tham, mình muốn trộm cắp của người khác, hay là mình muốn dối gạt người khác để chúng ta đoạt lấy cái tài sản đó, chúng ta liền khởi lên cái trí tuệ chính tham phiền não này. Đó là nhân đưa đến sự đau khổ lâu dài cho ta. Khi nào với cái tâm vô tham thì mới đem đến cái sự hạnh phúc. Chúng ta biết vậy cho nên chúng ta bỏ cái tham đó đi, chúng ta sống với cái tâm ly tham. Khi nào chúng ta khởi lên tâm sân, giận người khác, bực mình người khác, chúng ta liền khởi lên cái trí tuệ để chúng ta hiểu biết rằng Đức Thế Tôn dạy ai có sân tâm, bị sân tâm chi phối, người đó sẽ mất nhiều lợi ích an lạc. Ngủ không được yên vui, thức không được yên vui, chim bao thấy ác mộng, bạn bè xa lánh, chư thiên không hộ trì, loài người không thương tưởng, vân vân. Cái chúng ta thấy cái điều đó thì chúng ta từ bỏ tâm sân. Chúng ta thấy được cái lợi ích, cái hạnh phúc do cái tâm từ đem lại, tức là sống với cái tâm vô sân, cái tâm mát mẻ. Tối ngày chúng ta cứ hễ tâm sân vừa khởi lên, chúng ta nói, chúng ta nghĩ rằng sân này là một ác bất thiện pháp đưa đến sự đau khổ cho ta, cho mình an trú tâm từ, mong cho ta luôn luôn lúc nào cũng được an lạc, mong cho tất cả chúng sanh mọi người cũng được an lạc. Chúng ta khởi lên cái tư tưởng an lành đó. Người ta ở bên ngoài người ta nói cái câu đồng tiền gắn liền khúc ruột, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ chúng ta để đồng tiền gắn liền với khúc ruột, mà chúng ta nói thiện gắn liền khúc ruột thì đúng. Người Phật tử chúng ta phải tu tập như vậy. Bởi vì hễ mà chúng ta tu tập pháp thiện đó, lúc nào cũng mang theo, lúc nào cũng khởi lên được tâm thiện, thì như vậy là chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải hiểu vậy. Trong cái dịp đầu năm đầu tháng, thưa quý vị, xin nhắc hoài để người Phật tử chúng ta nhớ. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đi đến chùa để được hái lộc đầu năm cho may mắn, một cành hoa chẳng hạn, hay là đầu năm mà mình được một bao lì xì từ nơi chư tăng cho cái lộc á, thì chúng ta nghĩ năm nay mình may mắn chưa chắc đâu thưa quý vị. Cái đó nó chỉ là cái vật chất thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đầu năm chúng ta có gieo được cái thiện pháp hay không đó, thì cái đó mới là cái nguyên nhân để đưa đến cái sự cát tường trong suốt một năm. Cũng như trong cái việc mà chúng ta xuất hành vậy. Qua năm mới mà chúng ta mới bắt đầu xuất hành để chúng ta đi xa, quý vị
trước khi ra khỏi nhà quý vị nhớ an trú trong cái thiện pháp, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi chúng ta bước đi ra khỏi nhà. Thì chúng ta xuất hành với cái thiện tâm như vậy thì làm sao mà chúng ta có cái sự tai hại được đây? Còn chúng ta xuất hành cố gắng lựa cái ngày giờ cho tốt, nhưng mà với cái tâm đi bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, đi đến đó để mà chúng ta ăn uống nhộn nhẹt, để chúng ta cờ bạc rượu chè, hay là chúng ta sát sanh, thì như vậy dù cho chúng ta xuất hành cái ngày giờ tốt, chúng ta cũng vẫn gặp cái điều tai bay họa gửi. Cho nên các Phật tử chúng ta phải có trí tuệ và hiểu được như vậy đó, để chúng ta mới biết được cái nào là nhân đưa đến hạnh phúc, nhân đưa đến sự đau khổ. Đức Phật này xuất hiện ở đời, thưa quý vị, có một vị thiên, một vị trời, vào giữa đêm khuya xuất hiện xuống chùa Chaitanya với hào quang sáng lòa, đến đảnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, chư thiên và nhân loại hằng tầm cầu những hạnh phúc, cái phúc lành cao thượng. Xin Đức Thế Tôn hãy thuyết cho nghe những cái pháp mà đưa đến sự cát tường cao thượng. Thì Đức Thế Tôn ngài mới thuyết 38 cái điều an lành mang cái lá mà hồi sáng chư tăng tụng kinh an lành cho quý vị, thuyết tụng cái bài kinh mang cái lá số 38 điều hạnh phúc. Trong khi chư thiên và nhân loại người ta chủ trương cái hạnh phúc, cái an lành, cái điềm lành, thí dụ như người ta nói sáng mà bước ra gặp cái đám ma, gặp cái đám tang là hên, gặp đám cưới là xui, hay là thấy được bạch tượng thì lân là hên, còn mà thấy những cái con vật hạ liệt là xui, vân vân. Cái hên cái xui đó người ta quan niệm, có người thì quan niệm do thấy cái này thấy cái kia là quan niệm do thấy đã sinh liền đó, còn có người quan niệm do nghe. Thí dụ như hôm nay tự nhiên có chim khách nó đến nó đậu ở trước sân nhà, nó hót lên nói rằng bữa nay như vậy là hên. Còn hễ mà nghe chim cú nó kêu thì người ta nói là xui. Có người họ chủ trương cái hên cái xui là do nghe. Đức Phật thì ngài phủ nhận cái đó. Ngài nói rằng đàn đàn chá tamacharya chana takana chá sang gò hô e tamang kalabu tamang anh quá cha ni kama ni e tamang kalabu tamang. Người nào họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra để bố thí giúp đỡ cho người ăn xin nghèo khổ, đang đi ở ngoài đường như vậy thấy người nghèo khổ mà động lòng trắc ẩn mà đem bố thí, cái đó là cái điềm lành cho chúng ta, là biết là năm nay thì chúng ta may mắn. Quý vị đi đến chùa gặp chư tăng, thay vì chúng ta thích nhận bao lì xì, bây giờ chúng ta đi đến để chúng ta bố thí cúng dường, cái đó cũng là nhân lành. Đầu năm đầu tháng không giữ giới được trọn năm thì đầu năm chúng ta ba ngày xuân đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3, chúng ta nguyện rằng trong ba ngày xuân con sẽ giữ giới, con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, không miệng không tà dâm, không nói dối, không uống rượu trong ba ngày xuân. Quý vị nguyện giữ giới như vậy
thì tự nhiên là năm đó quý vị sẽ được an lành thôi, quý vị sẽ được hạnh phúc thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải có một trí tuệ sáng suốt để chúng ta biết rõ được cái điều nào nó đưa đến cái sự may mắn hạnh phúc, thì cái đó mới là một người Phật tử thật sự là hiểu pháp. Còn nếu như mà chúng ta không biết vậy đó, chúng ta cứ là cái lòng tin của chúng ta nó bị dao động, có khi tin cái này, khi tin cái kia, có khi thì chúng ta lại mù mờ không hiểu được Phật pháp, hoặc là cái tâm tư của chúng ta lúc nào cũng bị dao động, cũng bị phóng dật. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ như thế này, cái mặt hồ đó nếu mà cái gió thổi làm cho nó bị dậy sóng thì không bao giờ chúng ta nhìn xuống cái mặt hồ đó mà chúng ta có thể thấy được ở dưới đáy sông, đáy hồ, không thể thấy được con cá con tép nó lội qua lội lại. Tại sao vậy? Bởi vì nó bị gợn sóng, nó bị bẩn đục. Cũng tâm cũng vậy, tâm chúng ta có cái sự định an trú, như vững trú, chánh niệm, chánh định, thì lúc đó chúng ta mới có được cái sự sáng suốt minh mẫn. Còn cái tâm mà bị dao động là chúng ta không có sáng suốt được. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên ở đây đó, sư mong làm sao tất cả các bà con của chúng ta đều phải hiểu được cái lời mà Đức Phật Ngài dạy, hiểu được cái lời Đức Phật Ngài dạy để chúng ta thực hành cho tốt đẹp. Trong cuộc sống này ai cũng sợ đau khổ và cũng thích có cái sự hạnh phúc. Nhưng mà hễ chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta biết cách làm thì chúng ta được hạnh phúc. Còn chúng ta không biết cách làm thì chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Dầu cho chúng ta có mong mỏi hạnh phúc, Đức Phật Ngài đưa cho chúng ta hai cái sự kiện này. Các tỳ kheo, ví như một người mà họ muốn có sữa bò để uống, nhưng mà người đó vì dốt nát không biết cách vắt sữa bò, nó đến một con bò, nó nắm sừng của con bò, nó vuốt cái sừng đó với ý muốn rằng sẽ có sữa bò. Này các tỳ kheo, do làm sai nguyên tắc như vậy, nó sẽ không được sữa bò. Một người muốn có dầu mè hay dầu phộng, nhưng mà người này lại lấy sỏi và cát bỏ vô cái cối, đâm ra, đâm nhuyễn ra rồi ép, sẽ không bao giờ có dầu mè hay dầu phộng để ăn. Là tại sao bị làm sai cái nguyên phương pháp, làm sai phương pháp. Dầu cho người đó có muốn cũng được, nhưng mà với một người khôn ngoan, họ muốn có sữa bò thì họ chọn một con bò cái, nó vừa sanh con bê ra đó thì bắt đầu nó có cái bầu sữa, và người đó thận trọng một bên để cho con bê nó bú, còn một bên đó thì bắt đầu anh ta sẽ nặng lấy cái vú sữa đó, nó sẽ ra bò. Đó là đúng phương pháp. Một người muốn có dầu mè hay dầu phộng, sau khi họ lấy mè hay là lấy đậu phộng già rồi họ đem phơi khô xong rồi họ mới bắt đầu để vô cối, họ ép nó ra dầu. Đó là làm đúng phương pháp.
Cho nên cái chỗ này đó là chúng ta cần phải hiểu là hễ mà chúng ta muốn đau khổ, ở chúng ta muốn hạnh phúc và tránh cái sự đau khổ đó, thì chúng ta nên làm gì? Còn hoặc là Đức Phật ngài dạy ở trong kinh điển đó, trong Pháp Cú Kinh Đức Phật ngài dạy, người tầm cầu hạnh phúc cho mình mà dùng gậy gộc đao trượng để làm hại chúng sanh khác, thì người đó dù có mong tìm hạnh phúc cho mình, người đó vẫn không thể có hạnh phúc. Cũng vậy, hễ mà chúng ta muốn cho mình có sự hạnh phúc thì chúng ta nên ban cái sự hạnh phúc đó đến cho chúng sanh khác, là tất nhiên chúng ta sẽ được hạnh phúc. Chỉ có vậy. Trong một cái câu chuyện mà sư thường hay kể cho quý vị, một nhà hiền triết nọ dẫn học trò đi dạo chơi, đi ngang qua một cánh đồng lúa mì. Anh học trò đó, anh thấy có cái đôi ủng để ở trên bờ. Đôi ủng đó là của bác nông dân, bác xuống lội xuống ruộng lúa mì để mà chăm sóc. Anh học trò này anh mới định giấu cái đôi ủng đó đi, để khi mà bác nông dân xuống ruộng làm việc xong trở lên thấy mất đôi ủng, bác ta sẽ lúng túng. Anh ta lấy đó làm cái niềm vui, làm cái chuyện cười. Thầy nhà hàng trước mới nói, thay vì con làm cho chúng sanh khác đau khổ, làm cho người khác đau khổ để lấy đó làm cái niềm vui cho mình, thì con không bao giờ được vui. Hãy nghe lời thầy chứ. Đây thầy cho con 2 đồng xi lim, con hãy đi đến bỏ vào chiếc ủng bên đây 1 đồng, bên chiếc ủng bên đây 1 đồng, rồi con sẽ thấy cái điều kỳ diệu xảy ra. Thì anh ta rón rén đến, anh ta để 2 đồng xi lanh ở trong 2 cái chiếc ủng của người bắt nông dân. 2 thầy trò mới đứng nép vào ở trong cái bụi cây để quan sát. Thì bác nông dân sau khi làm việc ở dưới ruộng xong, bác bước lên trên bờ, mới xỏ chân phải vào chiếc ủng. Cái bác nghe, bác có cảm giác nó cộm cộm, cái bác rút chân ra và bác thò tay vô, bác lấy được 1 đồng bạc. Bác mừng quá, bác nói thật là may mắn, hôm nay Thượng Đế đã ban cho ta. Khi mà bác xỏ chân trái ở bên chiếc ủng bên đây cũng lấy được 1 đồng nữa, cái bác ngửa mặt lên trời với giọng xúc động: con cảm ơn Thượng Đế đã cho con lộc trong ngày hôm nay. Bác vui cười hoan hỷ như vậy. Thì lúc bấy giờ nhà hiện triết mới hỏi ông trò: con thấy sao? Khi mà bác nông dân được hạnh phúc, do hạnh phúc khi có được 2 cái đồng tiền, con thấy vui không? Dạ thưa thầy, con vui. Thì ông thầy nói: cái đó là một bài học cho con, con nên nhớ, hễ mình làm cho người khác được hạnh phúc tự nhiên là mình có hạnh phúc, mà hễ mình gây đau khổ cho người khác là mình sẽ bị đau khổ. Cứ như vậy thôi. Cho nên nếu mà cho tất cả chúng ta đều sống như vậy đó, thì trong cái cuộc sống này thì phải nói là khỏi cần phải nói thiên đàng ở đâu, chính thiên đàng ở tại lòng ta. Ta biết tạo hạnh phúc cho người khác, tức là chúng ta đem lại hạnh phúc cho mình vậy. Thì đầu năm sư gửi đến quý vị một cái thời pháp với cái ý nghĩa như vậy, mong rằng các Phật tử chúng ta hãy ghi nhớ và cố gắng thực hành để từ đầu năm đến cuối năm, năm mới Giáp Thìn, chúng ta luôn luôn được an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.